Mới đây, thông tin về việc huấn luyện viên tia của Gamedia Luxury, Nguyễn Tia, chiến thắng bị ban tổ chức VCS đưa ra án phạt cấm tham gia các giải đấu chuyên nghiệp 2 năm vì tham gia cá cược, đã gây được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Một lý do căn bản khiến án phạt của Tia dậy sóng cộng đồng mạng, đó là bởi những hình phạt liên quan đến cá cược, dàn xếp tỷ số luôn là vấn đề nhạy cảm đối với thể thao điện tử chuyên nghiệp. Nhưng nguyên nhân lớn hơn cả lại là sự so sánh giữa thời hạn án phạt của tia với Cero. Trước tiên, Cero chính là cái tên gần nhất phải nhận án phạt từ ban tổ chức VCF, mà đáng nói hơn, đây lại là án phạt đi vào lịch sử giải đấu với rất nhiều tính chất đặc biệt. Lệnh cấm vĩnh viễn đối với một cá nhân là điều chưa từng có tiền lệ xảy ra ở VCF, trước khi Cero trở thành cái tên đầu tiên. Bên cạnh đó, án phạt này cũng được thông báo ở thời điểm giữa đêm, Thay vì khung giờ chiều tối như thường lệ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Về lý do Zero bị cấm vĩnh viễn thì chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên, khi tuyển thủ này đã có những phát biểu mang tính nhạy cảm liên quan đến dịch COVID-19 khi tuyên bố mong dịch căng căng để Việt Nam không được dự MSI. Phát ngôn này bị đánh giá là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giải đấu VCS nói riêng và Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói chung, nên án phạt đã được đưa ra gần như ngay tức khắc. Tuy vậy, khi so sánh với án phạt cấm 2 năm của tia, nhiều người hâm mộ liên minh huyền thoại vẫn tỏ ra không hài lòng về mức độ khác biệt về mức độ hình phạt. Những ý kiến phản ánh này cho rằng việc cá cược cũng là hành vi nghiêm trọng không kém và không chấp nhận việc Cero thì bị ban vĩnh viễn vì nói dẫn mà tia chỉ bị cấm có hai năm. Án phạt chấn động của VCS dành cho Cero. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận dưới bài đăng thông báo, bày tỏ sự bất mãn về sự khác biệt quá lớn giữa hai khung hình phạt, cá cược và phát ngôn gây ảnh hưởng, thậm chí một số ý kiến còn yêu cầu trả lại, công bằng, cho Zero. Tuy nhiên, luồng ý kiến này cũng nhận phải rất nhiều lời phản bác. Phần lớn đều cho rằng vấn đề cá cược của Tia có tầm ảnh hưởng gói gọn trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, còn vụ việc của Zero thì lại dính líu tới cả vấn đề nhạy cảm toàn cầu là dịch Covid. 19 nên mức trên lệch hình phạt là điều hiển nhiên. Ngoài ra, một vấn đề cũng được nhắc tới là việc Zero đã nhận rất nhiều án phạt trong quá khứ. Và theo quan điểm của nhiều khán giả, thì đây hoàn toàn có thể coi là một tình tiết tăng án đối với tuyển thủ này. Về phần Tia, cũng cần xác minh lại rằng vị huấn luyện viên bị phạt vì tội cá cược, trong khi thông báo của VCS không có thông tin nào cho thấy Tia có tham gia dàn xếp hoặc gian lận kết quả. Nếu là dàn xếp trận đấu hay gọi nông na là bán độ, thì chắc chắn án phạt không dừng lại ở con số 2 năm. Tuy nhiên, như đã biết, huấn luyện viên này chỉ được xác nhận là có tham gia cá cược và hình phạt 2 năm cũng đã từng có tiền lệ, bơ cờ của Overper Esports, nên quyết định của ban tổ chức VCS không phải quá bất ngờ. Trên thực tế, sự việc của Sero thậm chí đã được chia sẻ trên các nền tảng thông tin liên minh huyền thoại quốc tế, và cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này tuy nhiên dưới góc nhìn của phần lớn khán giả vcs việc mong dịch căng căng dù chỉ là nói dẫn cũng khó mà chấp nhận được nhất là đối với một ngôi sao có hàng trăm ngàn người theo dõi như zero vì ngoài việc vcs không đi được msi thì hậu quả của dịch căng căng mà zero nói cũng đồng nghĩa với việc đời sống xã hội bị ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bị đặt vào tình trạng báo động và đời sống sẽ tiếp tục bị đảo lộn vì thế có lẽ zero và các fan hâm mộ cũng chỉ còn biết tự trách vì một phút vui quá chớn của anh đã để lại hậu quả không thể đong đếm nổi ảnh internet